bắt đầu vào bài chúng ta cùng kiểm tra từ mới nào. Em đọc giúp thầy nào. Давайте познакомимся. Chưa nhìn thấy màn hình à? Em nhìn rồi. Да, давайте познакомимся là gì? Nào chúng ta bắt đầu làm quen. À, chúng ta cùng làm quen nào. Семья. Семья, gia đình. Родители. Родители, bố mẹ. Да, отец. Отец, cha. Мать, mẹ. Муж, chồng. À, жена. Жена, vợ. Дети. Дети, em bé, à, trẻ con. Trẻ con, сын. Con trai. Дочь, con gái. Брат, anh trai. Anh em сестра, trai. Сестра, chị em gái. Бабушка, bà. Дедушка, ông. Внук, cháu gọi cháu trai gọi mình ông bà. À, внучка, cháu gái. Và племянник. Да, племянница. Чуча, да, дядя, собака, кошка, где, вот, молодцы. À, thế vấn đề bây giờ ở chỗ là gì nào? Khi mà chúng ta học tiếng Nga thì chúng ta sẽ có rất nhiều những cái điều mà chúng ta biết, nhưng mà chúng ta lại vẫn không nói được. Thế vậy thì cái việc của mình thứ nhất là làm hai cái vai trò. Vai trò thứ nhất là làm thầy giáo để dạy cho các em biết. Vai trò thứ hai là người hướng dẫn các em luyện tập. Tức là cái người mà luyện tập này thì lại nó cũng là dạng thầy giáo, nhưng mà cái thầy giáo thực hành. Trong tiếng Việt thì chúng ta gọi là thầy giáo thực hành. Đấy. Thực hành có nghĩa là gì? Chúng ta thực hành nói đi nói lại. Kể cả những cái chúng ta đã biết rồi, nói để làm gì cho nó quen mồm, cho nó nhuần nhuyễn đi, em hiểu chưa? Nó tạo cái phản ứng. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học nhé. Những cái bài đọc này nó có thể là vào những cái câu mà em cảm tưởng nó rất là dễ, nhưng mà nó rất quan trọng. Bởi vì sao? Nó làm cái bộ não chúng ta nó quen với cái cách phát âm tiếng Nga, cách nói tiếng Nga, đúng không nào? Cách tư duy bằng tiếng Nga. Đấy là cái điều rất quan trọng đấy. Chúng ta cùng đọc nào. Меня зовут Наташа. Меня зовут Наташа. Tên tôi là Наташа, да? Это моя семья. Это моя семья. Đây là gia đình của tôi, да? Chúng ta có cái từ gì đây nào? Моя. Đấy chưa nào? Моя. Đấy chưa? Моя là của tôi, да? Так вот. Наташа, кто это? Наташа, кто это? Наташа, кто это? А, это моя мама. Это моя мама. Это моя мама, đây là mẹ của tôi. Đấy, đây là mẹ của tôi. Её зовут Татьяна Михайловна. Её зовут Татьяна Михайловна. À, очень хорошо. Её зовут Татьяна Михайловна. Chúng ta nhìn thấy là cái cách gọi người Nga ấy, người Nga lớn tuổi, đấy. Cái người mà chúng ta mà không phải bạn bè, mà cái người mà chúng ta có thể là người lạ, có thể người đấy chúng ta không quen biết, chúng ta muốn nói một cách lịch sự, thì chúng ta phải nói đầy đủ tên của người ta và cái tên đệm theo cha đấy. Ở đây chúng ta nhìn thấy là gì nào? Đó là Татьяна Михайловна. Татьяна Михайловна đấy. Đó, nếu mà em nói nhiều lần thì nó sẽ quen. Татьяна Михайловна. Đó là bà Татьяна Михайловна. Это твой отец. Это твой отец. Đây là bố của cậu phải không? Нет, это мой дедушка. Нет, это мой дедушка. Его зовут Михаил Иванович. Его зовут... Зовут Михаил Иванович. Михаил Иванович. Да, его зовут Михаил Иванович. А где твой отец? А где твой отец? Вот он. Вот он. Его зовут Антон. Его зовут Антон. Да? Где твой отец? Вот он. Его зовут Антон, да? Так вот. Хорошо. Bây giờ mình đọc một câu thứ nhất và bạn sẽ đọc câu thứ hai. Меня зовут Наташа, это твоя семья? Наташа, кто это? Это моя мама, ее зовут Татьяна Михайловна. А это твой...
Отец. Это твой отец? Нет, это мой дедушка, его зовут Михаил Иванович. А где твой отец? А, вот он, его зовут Антон. Хорошо, мы займем дав коты нет, это дав коты хайна. Меня зовут Наташа. Это моя семья. 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 Да? А, chúng ta có từ này chúng ta đọc như thế nào nào? Sim mẹ. Đấy. Sim mẹ. À, chúng ta sẽ đọc sau nhé. Natasha. Sim Maya. Mẹ. Sim mẹ. Được chưa? Em đọc là sim mẹ. Sim mẹ. Sim mẹ. Sim mẹ. Đấy. Sim mẹ. Sim mẹ là gia đình đấy. À, đó. Sim mẹ. Так, меня зовут Наташа, это моя семья. Tên tôi là Наташа, còn đây là gia đình của tôi. Em tưởng tượng rằng là gì? Em đứng cạnh một bức ảnh, em nói меня зовут Наташа, это моя семья. Đấy. À, thế mình là cái người mà đến tham quan, mình sẽ hỏi Наташа, кто это? Наташа, đây là ai vậy? Em trả lời nào. Это? Это моя мама. Ее зовут Ташила. Татьяна Михайловна. Михайловна. А это? А это твой отец? Нет. Это мой дедушка. Дедушка. Да, дедушка. Чем он называл? Дедушка. Это мой дедушка. Наина. Это мой дедушка. Это мой дедушка. Дедушка. Его зовут? Его зовут Михаил Иванович. Михаил. Наина. Михаил. Михаил Иванович. Михаил Иванович. Хорошо. А где твой отец? Вот. Его зовут Антон. А, đây là gì? Его. Его зовут. Да? Và cái chữ này chúng ta đọc là gì nào? Вот он. Вот он. А, đọc là вот. Вот он. Вот он. Вот он. Да? Вот он. А. А где твой отец? Вот он. Где твой отец? Вот он. Вот он. Его зовут Антон. Его зовут Антон. Да, его зовут Тан. À, nếu mà em để ý thì em sẽ thấy là mình đọc là gì? Его зовут Антон. Антон. Его зовут Антон. Его зовут Антон. Đấy, bởi vì nó có cái âm tờ đây. Đấy. Cho nên khi đọc chúng ta phải đọc đủ cái âm tờ đây. Nếu mà em là người Việt Nam, em là người nước ngoài, em nói mà không có cái âm này, người ta phát hiện ra ngay lập tức. Em nhé? Đấy. À, đó bởi vì sao chúng ta là người Việt Nam, chúng ta không bao giờ nói cái âm cuối này cả. Đó, cho nên chúng ta phải rèn luyện nói cái âm cuối này. Его зовут. Его зовут. Его зовут Антон. Zabutan, Zabutan Ton, Yevo Zabutan Ton, Yevo Zabutan Ton. Đấy. À, chỉ là cũng là em nói mà em không nói cái âm tờ, mà cũng là thầy nói cái âm tờ, lập tức người Nga người ta thấy là thầy nói tiếng Nga đúng hơn luôn. Đấy. À, bởi vì ra nó có cái sự nối âm, có cái âm này. À, cho nên thành là gì? Yevo Zabutan Ton, Yevo Zabutan Ton, Vô Tôn, Vô Tôn, Vô Tôn, Vô Tôn, Vô Tôn, Yevo Zabutan Ton, Than Ton, Than Ton, Than Ton. Đấy, hết tạc rồi. Хорошо. Đã. Хорошо. À, thế như vậy ở đây chúng ta nhìn thấy đó là cái đoạn đối thoại đầu tiên của chúng ta đấy. À, chúng ta sẽ phải làm gì nào? À, thầy sẽ gửi cho em và em sẽ phải đọc nó nhiều lần đúng không nào? Đấy, хорошо. Chúng ta đọc tiếp nào. À, chúng ta sẽ có đoạn đối thoại thứ hai. Đoạn đối thoại thứ hai của chúng ta. À, chúng ta sẽ cùng nhau đọc nào. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте познакомимся. Давайте познакомимся. Давайте. Меня зовут Лариса. Меня зовут Лариса. Я студентка. Я студентка. А как вас зовут? А как вас зовут? Очень приятно. Очень приятно. Лариса. Лариса. Меня зовут Андрей. Меня зовут Андрей. Я тоже студент. Я тоже студент. Студент. Это ваша семья? Это ваша семья. Семья? Да, это мои родители. Да, это мой... Мои. Мои. Мои родители. Родители. Это мои. Ты найдешь на мои. Это мои родители. Родители. Это мои родители. Да, это мои родители. Найна. Да, это мои родители. Их зовут Иван и Наталья. Их зовут Иван и Наталья. И Наталья.
Natalia. Đấy, Natalia là tên thật là Natalia ở trong hộ chiếu đấy, còn tên gọi ở ngoài là Natasha. Em nhớ đấy. A kto eto? A kto eto? Это моя сестра. Это моя сестра. Моя сестра. Моя сестра. Моя, chúng ta nhìn thấy cái đại từ sở hữu, đây gọi là đại từ sở hữu. Моя сестра. Đấy. Её зовут Катя. Её зовут Катя. Она преподаватель. Она преподаватель. Да? А, сейчас мы сэм как-то нам, не? А, добла. Преподаватель. Преподаватель. Да? Преподаватель. Преподаватель. Trong âm sẽ rơi với âm này. Đấy. Chúng ta nhìn thấy có riêng cái âm đó nó có dấu sắc, có nghĩa là chúng ta phải đọc nó mạnh lên. Преподаватель. Nói nào. Преподаватель. Да, преподаватель. Она преподаватель. Nói lại nào. Да. Она. Она преподаватель. Да, она преподаватель. Она преподаватель. Она преподаватель. Хорошо. А, chúng ta đọc lại từ đầu nào. Tự em tự đọc nào. Tự đọc nào. Добрый. Добрый вечер. Вечер. Да, хорошо. Давайте. Познакомимся. 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 Да, давайте познакомимся. Налай на. Давайте. Давайте познакомимся. Да, давайте познакомимся. Давайте. Татьяна. Меня зовут Chữ P này đọc là R. Larissa. Đúng rồi. Đấy, nhớ nhé. À, đó. Larissa. Меня зовут Larissa. Я. Я студентка. Студентка. Да. А как? А как вас зовут? Вас зовут. Очень. Очень приятно. Лариса. Меня. Андрей. Андрей, я тоже. И тоже студент. Я тоже студент. Это ваша? Это ваша семья. Семья? Да. Это мои. Это мои родители. Родители. Их зовут Иван и Наташа. И Наталья. Наталья. А кто это? А кто это? Это моя сестра. Она преподаватель. Ее зовут Катя. А ее зовут Катя. Она преподаватель. Она преподаватель. А, đó, thì em thấy rằng là nếu mà phiên âm thì em sẽ đọc rất tốt đấy. Nhưng mà sau khi đọc tốt rồi thì phải đọc nhiều lần đi. Để lần sau không cần phải nhìn phiên âm nữa đấy. Ví dụ chúng ta ở đây chúng ta có từ gì nào? Ở đây chúng ta có từ познакомимся. Давайте познакомимся. À, chúng ta nói cái câu này nhuần nhuyễn nào. Em tự nói nào. Да. Давайте. Давайте познаком. Đấy. Давайте познаком. Давайте вот. Давайте познакомимся. А, ты нói lại mãi lần sau thì nhìn thấy nó nói luôn chẳng cần phải đánh vần nữa. Đấy. Hiểu chưa? Давайте познакомимся. Давайте познакомимся. Đấy. Nói lại nào. Давайте познакомимся. À, đúng rồi. Bây giờ thầy sẽ đọc câu thứ nhất, em đọc câu thứ hai nào. Добрый вечер. Давайте познакомимся. Добрый вечер. Нет, 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 em đọc câu thứ hai. No, давайте, không phải добрый. Em đọc sai cái từ này. Давайте. Да. Давайте. Меня зовут Лариса. Я студентка. Как вас зовут? Очень приятно, Лариса. Меня зовут Андрей. Я тоже студент. Это ваша семья? Да. Это мой. My E. А, em nhìn thấy nào. À, âm O này đứng trước trong âm bị đọc là A. Cho nên cái mạnh dạn đọc là my E. Mai y. Đấy, nói nào. Mai y. Mai y. Mai y. Đấy. À, это mai y. À, đúng không nào? À, chúng ta viết này. Mai
y đấy, mai y, este mai y đấy, mai y это мои родители. Да, это мои родители. Хорошо. Их зовут? Их зовут Иван и Наталья. И Наталья, да. А кто это? Это моя сестра. Да. Ее зовут Катя. Да. Она преподаватель. Она преподаватель? Хорошо. Bây giờ em đọc câu thứ nhất, thì đọc câu thứ hai nào. Добрый вечер. Давайте познакомимся. Хорошо, давайте меня зовут Лариса. Я студентка. А как вас зовут? Очень приятно. Лариса. Меня зовут Андрей. Андрей, я тоже. Я тоже студент. Это ваша семья. Семья? Это ваша семья? Да, это мои родители, их зовут Иван и Наталья. А кто это? Это моя сестра, ее зовут Катя, она преподаватель. Вот так вот, да? Да, thế như vậy, đó là chúng ta đã cùng nhau học xong đoạn đối thoại này rồi. No. Đó, đó là giảng viên trường đại học, đấy. À, giáo viên ở trường phổ thông thì chúng ta gọi là учитель. Thế còn thầy giáo trường đại học thì chúng ta gọi là преподаватель. Anh chưa? Đấy. Anh chưa nào? Đấy. Vâng, đấy. Вот, преподаватель. Преподаватель. Она преподаватель. Cô ấy là giảng viên của trường đại học. Đấy. À, thế như vậy, chúng ta đã học xong cái bài này rồi. Và thầy sẽ gửi cho em tí nữa. Nhưng mà chúng ta đọc bây giờ nó mới chỉ là 2 phần 10 nhé. 8 phần còn lại là phụ thuộc vào em. 8 phần còn lại đó là gì? Em đọc hàng ngày. Sáng em đọc 2-3 lần, chiều trưa em đọc 2-3 lần, tối em đọc 2-3 lần. À, nếu mà em đọc càng nhiều thì càng tốt, thì em sẽ càng nói nhanh. Thế mà nếu mà em không đọc thì cái việc học tiếng Nga của em sẽ vô tích sự. Em sẽ không bao giờ nói được tiếng Nga. Thế vậy thì bí quyết nó sẽ nằm ở cái 8 phần còn lại này. Em chưa đấy? À, có cái mẫu bài này cho em để làm gì? À, tối nay đọc nhá. Học với thầy xong tối đọc trước khi đi ngủ đọc 2-3 lần nhá. 4-5 lần càng tốt nhá. Sáng mai lại đọc nhá. Trưa lại đọc nhá. Tối lại đọc nhá. Cứ lúc nào rỗi mở ra mà đọc. Được chưa? Đấy. Cứ ngồi mà đọc kệ chúng nó, ai đứa nào nó nghe kệ nó. Đúng là đấy, có người Nga nghe càng tốt, nó sẽ giúp mình đọc đấy. À đó, thế còn các bạn người Việt Nam nghe kệ các bạn, cứ thế mà ngồi đọc kệ chứ mày cười kệ mày. Đấy, à, hiểu chưa? Nếu mà em có làm được như thế thì em mới nói được tiếng Nga, đồng ý chưa? Còn nếu mà sau này không nói được tiếng Nga, hỏi thầy tại sao vẫn chưa nói được tiếng Nga, bởi vì sao? Tại vì em không đọc đấy, tại quật, hiểu chưa? Хорошо. Так, à, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem tiếp, à, chúng ta dialogue 3. Chúng ta sẽ cùng nhau xem, chúng ta nhìn thấy chưa? Dài chưa? Đấy. Đó. Dài nhưng mà trong này tất cả những cái này hiểu hết, không có gì khó cả. À, chúng ta cùng đọc nào. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте познакомимся. Давайте познакомимся. Меня зовут Антон. Меня зовут Антон. Да, thế giờ em nói меня зовут Антон. Thầy đọc là gì? Меня зовут Антон. Меня зовут Антон. Меня зовут Антон. Зовут. А меня зовут Антон. 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 Меня зовут Антон. Меня зовут Антон. Да. Да, khác nhau, khác em ở chỗ đó. Đấy. Em nói là меня зовут Антон. Đấy. À, đây mình nói là gì? Меня зовут Антон. Меня зовут Антон. А, да, хорошо. Моя фамилия. Моя фамилия. А, фамилия là gì đây? Tên họ. Фамилия là họ. Фамилия là họ, đấy. À, chúng ta đọc là gì nào? Фа. Đấy. Ми. Лия. Фамилия là họ. Меня фамилия. Моя фамилия. Моя фамилия Петров. 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 А, đây phiên dịch là như nào nào? Ти. Питер. Петров. Петров. Я. Петров. Và ở đây có âm phờ đứng cuối. Петров. 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 Phờ. Phờ. Có âm phờ đấy. Петров. Петров. Đấy. My familia Петров. Петров. Có âm phờ. À, có âm phờ đấy. Phờ. Phờ. Петров. À, đó. Tiếp theo nào. Очень приятно.
Ochin Priyatna. À, Антон. Ochin Priyatna, Антон. Ochin Priyatna, Антон. А меня зовут Наташа. А меня зовут Наташа. Наташа. Моя фамилия. Моя фамилия. Макарова. Макарова. Да, да нет. Вене. Ма. Мака. Мака. Я, да? Ров. Ров. Макаров. Ва. Макарова. 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 А, да? А, chúng ta phiên âm mà nói dễ, đúng không? Đấy. Dễ giống như tiếng Việt, giống hệt luôn. Em mà nói tiếng Việt như này, nói, em không biết tiếng Nga mà em cứ đọc chữ Makarova là người ta hiểu ngay đó là cái gì. Đấy. À, chỉ có điều là gì, khi mà em không được học thì em chưa có giọng điệu. Thế còn nếu em đã được học rồi thì em sẽ có thêm giọng điệu nữa, thì em sẽ nói chuẩn chỉnh luôn. Đấy. Хорошо, Наташа, это ваше семья? Наташа, это ваша семья. А, đấy. À, Наташа, đây có phải gia đình của cậu không? Да, это мой дедушка. Да, это мой дедушка. И моя бабушка. И моя бабушка. А это мой дядя. А это мой дядя. Как его зовут? Как его зовут? Его зовут Дмитрий. Его зовут Дмитрий. 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 Он преподаватель. Он преподаватель. Преподаватель. Он преподаватель. А, lại quên cái từ này rồi đấy. Từ này chúng ta nói sao nào? Nào. Pri. Pri. P. Pri P. Pri P. Da. Va. Chien. Pri P. Da. Va. Chien. Pri P. Da. Va. Chien. Là viên. Giảng viên đấy. Pri P. Da. Va. Chien. Pri P. Da. Va. Chien. Đấy. Nói nhiều nó sẽ quen mồm. Cái lưỡi của chúng ta nó sẽ quen. Anh chị nào đấy? Преподаватель, преподаватель, он преподаватель, он преподаватель. Хорошо. Он преподаватель. À nếu mà chúng ta chưa nói được, chẳng qua là chúng ta chưa nói đủ số lượt. Bao giờ em nói đủ số lượt thì em sẽ nói được. Đấy. Được chưa? Một trong những bí quyết để nói tiếng Nga là gì? Phải nói thật nhiều. Nói nhiều, nói nhiều, nói nhiều, nói nhiều, nói nhiều. Đấy. Chưa nói nhiều thì chưa nói được. Thầy em chưa nói được. Bởi vì chưa nói nhiều. Thầy em hay quên. Bởi vì chưa ôn nhiều. Đầy người nói như thế. Đấy. А как это? А кто это? А кто это? Đây là ai vậy? Кто это? Đây là ai? Да, это моя сестра Анна. Это моя сестра Анна. Ее дочь и ее дочь Маша. И ее дочь Маша. Маша. Ее. Ее. И ее дочь Маша. И ее дочь Маша. Ее. Да? Nghe nè. И ее. И ее дочь. 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 Đừng quên phát cái âm này, không có người ta sẽ không hiểu. И ее дочь. И ее дочь. Маша. Дочь. Маша. Да. Маша моя племянница. Маша. Моя племянница. Моя племянница. Да? Племянница. Пли. Племянница. Мян. Племян. Племянница. Нет. Племянница. Племянница. Mình nói từ khi mình phiên âm này ai cũng cười. Các bác, nhất là các bác cao tuổi, thầy phiên âm thế này hỏng hết học sinh. Nhưng mà học sinh nó dễ đọc. Племянница. Это моя племянница. Маша моя племянница. Nói nè. Nó. Моя племянница. Ну вот, видишь как. Маша моя племянница. Хорошо. А это ваш брат? А это ваш брат. Ваш брат? Nếu nói chậm này. А это ваш брат? А это ваш брат? Ваш брат? Нет, это мой друг Андрей. Нет, это мой друг Андрей. Он студент. Он студент. А, так хорошо. Thế vậy thì chúng ta xem đấy. Nếu như chúng ta không đọc thì chúng ta chỉ đọc một lần thôi, đến đây mai chúng ta lại đọc lại đúng như thế. Nhưng mà bây giờ chúng ta đọc một lần rồi, xong bây giờ chúng ta sẽ đọc lại một lần nữa. Thầy sẽ đọc một câu này, xong em đọc một câu, xong lại lộn lại này. Đấy. Thế xong tí nữa là em sẽ tự đọc một từ trên dưới này. À, chúng ta đã đọc được 3 lần rồi. Đấy. À, sau đó em lại tự đọc 2, 3, 4, 5 lần. Đấy, ngày mai chúng ta ví dụ hôm sau chúng ta có bài học, dở ra em đọc véo véo luôn, nhanh nhanh luôn. Đấy.
À, bây giờ thầy sẽ đọc câu trên này, đọc câu dưới nào. Здравствуйте, давайте познакомимся. Меня зовут Антон, моя фамилия Петров. Очень приятно, Антон. А меня зовут Наташа. Моя фамилия Макарова. Макарова. Она Макарова, да, не мать, Макарова. Наташа, это ваша семья? Да, это мой дедушка и моя бабушка. А это мой дядя. Как его зовут? Его зовут Дмитрий. 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 Он преподаватель. Он преподаватель? Хорошо. А кто это? Это моя сестра Анна. Ее дочь. Маша. Маша. Маша моя племянница. Племянница? Племянница. А, это ваш брат? А это ваш брат? Нет, это мой друг Андрей. Андрей. Он студент. Он студент. Хорошо. Bây giờ em nói câu thứ nhất, thầy nói câu thứ hai nào. Здравствуйте. Давайте. Давайте. Да. Меня зовут Анна, меня зовут Антон. Моя фамилия Петров. Петров. Очень приятно, Антон. А меня зовут Наташа. Моя фамилия Макарова. Наташа, это ваша семья. Семья? Не знаю. Наташа, это ваша семья? Семья? Наташа, это ваша семья. Да, это мой дедушка и моя бабушка. А это мой дядя. Как это зовут? Как его зовут? Как его? Как его? Как его зовут? А, как его зовут? Không đọc là е, đọc là и. Как его? Как его зовут? Đúng rồi đấy. Как его зовут? Его зовут Дмитрий. Он преподаватель. А кто это? Это моя сестра Анна, ее дочь Маша. Маша моя племянница. А это ваш брат? Ваш брат? Нет, это мой друг Андрей, он студент. Хорошо? Теперь em, bây giờ em tự đọc từ trên xuống dưới một mình. Tất cả các từ biết hết rồi. Đấy. Đọc nào. Здравствуйте. Давайте. Познакомимся. Да. Меня зовут Антон. Да. Моя фамилия Петров. Очень приятно, Антон. А меня зовут Наташа. Моя фамилия Макарова. Наташа, это ваша семья. Да, это мой дедушка и моя бабушка. А это мой дядя. Как его зовут? Его зовут Дмитрий. Дмитрий. Он преподаватель. Да. Хорошо. Кто это? Да. Это моя сестра Анна и ее дочь Маша. Маша моя племянница. Племянница. А это ваш брат? Да. Нет, это мой друг Андрей. Он студент. Он студент. Он студент. Он студент. Хорошо. Хорошо. Так. А, bây giờ chúng ta sẽ có một cái bài đọc như này. Đấy. Mình sẽ có một bài đọc. Bài đọc đây là bài đây không phải bài đối thoại mà bài kể. Em nhá. Đấy. Đây là một cái bài kể. À, cái bài kể này thì bài kể này là nó sẽ
À, nó sẽ gồm có từng câu của một cái người kể về cái gia đình của mình đấy. À, chúng ta sẽ cùng đầu tiên nghe thầy đọc và dịch nhé. Давайте познакомимся. Chúng ta cùng làm quen nào. Меня зовут Мария. Chẳng ơn gì về y thế nào đấy. Мария. Đấy. À, tên tôi là Мария. My familia Иванова. Иванова. Đấy. À, họ của tôi là Иванова. À, đúng chưa? Đấy. À, chúng ta sẽ phiên âm cái họ này nhé. Để chúng ta đọc dễ nhé. Y Иван Нова. Иван Нова. Đấy, em nói là Иван Нова. Иван Нова. Да, Иван Нова. Thấy chưa nào đấy. My familia Иван Нова. Иван Нова. Thấy chưa? My familia Иван Нова. Вот так. À, đó. Và chúng ta có từ Maria. Rất nhiều người không nói đúng trọng âm cái từ này đấy. À, đọc như thế nào nào. Ma Maria. Maria. À. Maria. Maria. Đó, Maria. Rất tạc. Dễ mà. Trọng âm quan trọng là đọc đúng trọng âm. Đó. À, tạc меня зовут Maria. My familia Иванова. Это моя семья. À, đây là gia đình của tôi. Это моя семья. Đó, tiếp theo kể tiếp này. Это мой отец. Đây là bố của tôi. Его зовут Николай. Bố tên là Николай. А это моя мать. Đây là mẹ của tôi. Yêu giờ vụt Natalia. Mẹ tôi tên là Natalia. Mỗi papa, bố của tôi. И моя mama. Và mẹ của tôi. Это мои родители. À, bố của tôi và mẹ của tôi. Đó là cha mẹ của tôi. À, đúng rồi. Từ riêng papa. Từ riêng mama. Và cái từ chung là dành cho cả hai người. Родители là cả bố cả mẹ. Em chưa? Dùng một từ này chỉ được cả bố cả mẹ. Nên gọi là это мои родители. Đấy. Это мой брат. Đây là anh trai của tôi. Его зовут Андрей. Anh ấy tên là Андрей. Это его жена. Đây là vợ của anh ấy. Его зовут Катя. Vợ của anh ấy tên là Катя. Это их дети. Đây là những đứa con của họ. Сын Дима и дочь Наташа. Сын. Сын là Дима. Con trai tên là Дима. Và con gái tên là Наташа. Дима. Мой племянник. Дима là cháu. Cháu trai của tôi. А Наташа моя племянница. Thế còn Наташа thì là cháu gái của tôi. Я их тетя. Thế còn tôi thì lại là cô của chúng. Тетя. Đúng không nào? Bởi vì sao? Đây là con của anh mà. Con của anh thì chúng chẳng là племянник và племянница. Đúng không nào đấy? Thế và bản thân cái cô kể chuyện này là cô ấy là gì? Là тетя. Đấy. Тетя. À đấy, тетя. Хорошо. Tiếp theo nào. Это моя бабушка и мой дедушка. Đây là bà của tôi và ông của tôi. Я их внучка. Tôi là ai nè? Tôi là cháu gái của họ. Cháu gái. Đấy, tôi là cháu gái, внучка là cháu gái mà. Андрей. Андрей là ai? Андрей là anh trai của mình thì là gì? Их внук. Đúng không? Андрей là cái anh chàng anh trai. Anh trai thì cũng là gì? Cháu của ông bà cái sao nữa. Đấy, их внук. Đấy. Это моя тётя Елена. Đây là cô bà cô Елена của tôi, yêu муж Михаил. Thế và chồng của cô ta là Михаил. Thế vậy thì chồng của cô ta là ai? Thì là chú của tôi, Михаил, мой дядя. Đấy. À, thế còn tôi thì sao? Tôi thì là его племянница. Thế còn tôi thì là cháu gái của bà. À, là cháu gái của chú ấy. Đấy. Его племянница. À, đúng không nào? Вот наш дом. Đây là ngôi nhà của chúng tôi. Это наша собака. Его зовут Шарик. Nó tên là Шарик. А где наша кошка? À, thế còn con mèo của chúng tôi đâu rồi? Вот она. À, nó đây rồi. Мурка. Мурка. À, tên con mèo là Мурка. À đấy. Gọi là Мурка, Мурка. Мурка nó gọi con mèo đấy. Đấy. Nghe chưa? Con mèo tên là Мурка. Мурка. À, chữ này cứ cần phải phiên dịch ra không cho dễ đọc nào. Đọc là Мурка, Мурка, đấy. À. Мурка. 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 Vậy ta, đấy. À, вот. Мурка. Thế còn con mèo thì à con chó thì tên là gì? Con chó tên là Шарик. Đấy. Sha. Thấy chưa? Rick. Rick. Шарик. 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 Đúng chưa nào? Шарик. Как зовут собаку? Шарик. Как зовут кошку? Мурка. Đấy. Хорошо. À, bây giờ thầy sẽ đọc và dịch cho em nghe rồi nhé. Đó. À, ta chúng ta sẽ gửi cho nhau cái này đã này. Đó, không có tí nữa quên này. Đấy. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc từng câu nào.
Давайте познакомимся. Давайте познакомимся. Меня зовут Мария. Меня зовут Мария. Моя фамилия Иванова. Моя фамилия Иванова. Это моя семья. Это моя семья. Это мой отец. Это мой отец. Его зовут Николай. Его зовут Николай. А это моя мать. А это моя мать. Ее зовут Наталья. Ее зовут Наталья. Мой папа и моя мама. Мой папа и моя мама. Это мои родители. Это мои родители. 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 Да, Наня. Это мои родители. Это мои родители. Родители. Хорошо. А это мой брат. А это мой брат. Его зовут Андрей. Его зовут Андрей. А это его жена. А это его жена. Ее зовут Катя. Ее зовут Катя. Это их дети. Это их дети. Сын Дима. Сын Дима. И дочь Наташа. И дочь Наташа. Дима, мой племянник. Дима, мой племянник. А Наташа, моя племянница. А Наташа, моя племянница. Я их тетя. Я их тетя. А это моя бабушка. А это моя бабушка. И мой дедушка. И мой дедушка. Я их внучка. Я их внучка. 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 Давай, внучка. Андрей. Андрей. А Андрей. А Андрей. Их внук. Их внук. Внук. Это моя тетя Елена. Это моя тетя. Елена. И Елена, да, Елена, Елена. Это моя тетя Елена и ее муж Михаил. Михаил, мой дядя. Михаил, мой дядя. Михаил. Угу. À, chúng ta sẽ cùng xem chữ này nhé. À, chúng ta sẽ đọc là mi, được chưa? Khai, yêu, yêu. À, trọng âm rơi vào yêu. Mikhail yêu. Mikhail. Đa, đúng rồi đấy. Mikhail yêu, được chưa? Đấy. À, Mikhail yêu. Mikhail yêu, môi già già. Môi già già. À, я его племянница. А его племянница. А я его. А я его племянница. Племянница. А я его племянница. А я его племянница. Вот наш дом. Вот наш дом. Это наша собака. Это наша собака. 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 Его зовут Шарик. Его зовут Шарик. А где наша кошка? А где наша кошка? Вот она. Вот она. Мурка. 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 Шарик. 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 Sorry. Đấy. À, em bị một cái lỗi phát âm là em không phát âm cái âm sần ạ. Sorry. Sorry. Đúng rồi, đó thế. Sorry, hoặc là em là cái từ này. Babushka. Babushka. Dedushka.
Душка. Дима. Дима. Наташа. Наташа. Племянник. Племянник. Наташа. Наташа. Племянница. Племянница. Мария. Мария. Иванова. Иванова. Фамилия. Фамилия. Николай. Николай. Родители. Родители. Андрей. Андрей. Катя. Катя. Сын Дима. Сын Дима. Дочь Наташа. Дочь Наташа. Дима, мой племянник. Дима, мой племянник. А Наташа моя племянница. А Наташа моя, моя племянница. Моя племянница. Я их тетя. Я их тетя. Тетя. Бабушка. Бабушка. Мой дедушка. Мой дедушка. Дела шка. Чего сыка, да? Шка. Дедушка. Дедушка. Я их внучка. Я их внучка. А Андрей. А Андрей. Их внук. Их внук. Это моя тетя Елена. Это моя тетя Елена. Это ее муж Михаил. Ее муж Михаил. Михаил, мой дядя. Михаил. Đọc đúng chữ này. Đọc đúng chữ này. Михаил. Михаил. Да, Михаил, мой дядя. Мой дядя. Đọc lại chữ này. Михаил, мой дядя. Михаил, мой дядя. Я его племянница. А я его племянница. Да, вот наш дом. Вот наш дом. Это наша собака. Это наша собака. Его зовут Шарик. Его зовут Шарик. Шарик. А где наша кошка? А где наша кошка? Кошка. Вот она. Вот она. Мурка. 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 А, вот она. Вот она. Вот она. Вот она, да, вот она, Мурка. Вот она, Мурка. Вот она, Мурка. Да, да, хорошо. А, thế vậy, mình sẽ gửi cho bạn cái bài đọc này. Thế vậy chúng ta có cái phần câu hỏi này. Đấy. À, phần câu hỏi. Phần câu hỏi này nó sẽ hơi khó cho nên là mình sẽ giao cho bạn về, bạn sẽ tự làm. Bạn sẽ tự tìm hiểu, tự làm nếu có thời gian đấy. Không có thời gian thì thôi không sao, cũng không làm được. Hôm sau chúng ta sẽ cùng nhau giải nhé. Đồng ý chưa? Đấy. Đúng không nào? Đấy. À đó, ví dụ cái câu hỏi này nó hỏi hơi hóc búa đối với em một tí đấy. Maria từ và familia Petrova. Maria T họ của cậu là Petrova có phải không? Nhưng họ của cô này là gì? Họ của cô này là Ivanova. Được chưa đấy? À, vậy thì chúng ta phải trả lời sao nào? Нет. Моя фамилия Ivanova. Ivanova. Đó, thấy chưa nào đấy? Đó, à, đúng nào. Maria Natalia từ và sister. Natalia từ và sister. À, Maria, Natalia có phải là chị gái của cậu không? À, thế chúng ta trả lời sao? Нет, Natalia моя мать. Đấy. Natalia это моя мать. Là mẹ của tớ chứ. Đấy. Natalia моя мать. Đúng không nào? À, đúng không? À, nó hỏi thế là hỏi trình độ cao hơn một tí. Đấy. À, nhưng mà nếu mà em chịu khó ngồi em suy nghĩ dựa theo cái bài đó, nếu mà có thời gian, nói chung là muốn làm cái việc này phải có thời gian. Em phải có độ khoảng... Em nói sao? Nhớ tên người là được. Chứ cũng không nào đấy, đấy. Dõi dõi theo đấy. À không có gì khó đúng không nào đấy. Nhưng mà đòi hỏi có thời gian và sau đó là gì? Ngồi viết nó ra nhé. Đó. Thế bây giờ thì mình để cho bạn hai cái từ này. Thế còn lại dưới này nếu bạn thử xem là có làm được không nhé. Хорошо, đấy. Ma là thú thì đúng rồi này. Nó, đấy. 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 Đây là anh này. Đấy, 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 đấy. Đúng không nào? Con chó của tôi... là không đúng này, con này tên này là tên của nó. Đấy, 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 đấy. Так вот. Хорошо. Хорошо. А, так.
À, thế vậy thì chúng ta sẽ xem trong cái giờ sau nhá. Bây giờ còn chút thời gian, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại cái phần đọc nào. Chúng ta sẽ ôn lại phần đọc của phần đầu nào. Tác đâu nhỉ? Đây đấy. Em đọc nào. Меня зовут Наташа. Ты дал на. Меня зовут Наташа. Это моя семья. Наташа, кто это? Это моя мама. Ее зовут Татьяна. Татьяна Михайловна. 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 Đấy. À, mình sẽ phiên âm, mình phiên âm cái từ này cho bạn đọc nhé. Татьяна Михайловна. Chúng ta sẽ đọc là ta. 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 Chi. Ta. Anna. Татьяна. Thấy chưa? Đấy. Татьяна. Mi. Khai. Lập. 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 Na. Татьяна Михайловна. Татьяна Михайловна. Đấy. Татьяна Михайловна. Лёвна. Лёв. Лёвна. Татьяна Михайловна. Да. Так, давай, Дина. Татьяна Михайловна. Татьяна Михайловна. Угу. А твой отец? Твой отец? Угу. Нет. Это мой дедушка. Да. Его зовут Михай Иванович. Михай Иванович. Михай Иванович, да? À đúng nè, đấy. Хорошо. А чем? À, да. Вот тон. Его зовут Антон. Его зовут Антон. Да. Вот тон. Его зовут Антон, đấy. Хорошо. Thế như vậy là tí nữa thì ta sẽ gửi toàn bộ cho em những cái bài này và em. Cảm ơn em và hẹn gặp em, đúng không? Хорошо. Пока. Пока. Các bạn đang xem video trên kênh Vui Học Tiếng Anh do Hoàng Video giảng dạy. Chương trình dạy online bộ môn tiếng Anh được thực hiện hàng ngày với nhiều bài học với nhiều bài học khác nhau. Trân trọng xin mời các bạn bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận bài thường xuyên, bấm like và chia sẻ bài. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tới.